tiêu trong giai đoạn nuôi trái cần phải được chăm sóc như thế nào để cây sinh trưởng phát triển tốt, chắc hạt, đạt năng suất cao? Đâu là giải pháp canh tác thông minh cho hồ tiêu trong giai đoạn này? Làm thế nào để cân đối lượng phân bón cho cây trồng nhưng vẫn đảm bảo quá trình sinh trưởng, nuôi trái của cây tiêu? Tất cả các nội dung này sẽ được giải đáp trong chương trình canh tác thông minh ngày hôm nay với phần tư vấn của chuyên gia nông nghiệp. Chương trình này hân hạnh nhận được sự tài trợ của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Vào thời kỳ nỗi trái, cây tiêu thường rất khó chăm sóc, đặc biệt là cách bón phân phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc bổ dễ. Bởi vậy vào giai đoạn này, hộ ông Nguyễn Văn Hình, xã Trường Xuân, huyện Đắk Sông thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại để có biện pháp xử lý hiệu quả, cũng như bón đúng loại phân theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Chịt phong là cái loại chịt thuốc chịt hút này là, là 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 bên chỗ sở mà mà nông nghiệp cho phép là được dùng để cho làm tiêu cơ mình chăm sóc định kỳ ví dụ như là cây thì ví dụ như là, dụ như là, là một tháng đến tháng rưỡi thì mình bón cho nó một lần. Theo đánh giá, vườn tiêu của ông Nguyễn Văn Minh được chăm sóc cẩn thận, cây sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, chuyên gia nông nghiệp khuyên cáo chủ hộ cần phải quản lý tốt bộ rễ, thảm cỏ và rong tỉa cây trụ sống giúp vườn cây thông thoáng, quả hợp tốt trồng trên cây trụ sống do vậy mà trong cái giai đoạn mùa mưa này để tạo điều kiện cho tiêu sinh trưởng phát triển tốt có ánh sáng để hàn chế cái vấn đề nấm bệnh thì phải rong tỉa cây che bóng cái thứ nhất cái thứ hai nữa là có cỏ thì chủ hồ cũng không nên phạt trắng như vậy phải cách gốc từ 5 đến 10 cm để hàn chế cái vấn đề mà ánh nắng chiếu trực tiếp vào vào đất cái thứ ba nữa là trong gốc tiêu á, thì quản lý tốt cái vấn đề mà cành nhánh nó sạt mặt đất. À, có thể là cắt bớt à, để là tạo cho cái thông thoáng, độ thông thoáng cũng giống như là hạn chế cái vấn đề nấm bệnh mà à, gây hại. Cái sự thì à, trong thời gian mà mưa mà mà, mà, mà tiêu làm trải thế này thì thì nói chung là bên nông dân thì cũng đang cũng đang thì kiểu là khó khăn nhiều nhiều thứ Thì à, nhờ cái sự tư vấn cho để chăm sóc có hẳn đạt hiệu quả cao hơn. À, trong cái giai đoạn tiêu nuôi trái thì là cũng là cái giai đoạn mà à, mùa mưa của tỉnh đắk nông à, do vậy thì trên cơ sở ngoài cái vấn đề dinh dưỡng thì người dân cũng cần lưu ý là sau bệnh hại À, ở đây thì nó có mấy vấn đề thứ nhất á, là quản lý tốt cái vấn đề ở dưới đất quản lý dưới đất thì nó quản lý cỏ dài quản lý sâu bệnh hại quản lý về dinh dưỡng thì trong quá trình như vậy thì bà con cũng cần cung cấp đủ các cái yếu tố dinh dưỡng để tiêu sinh trưởng phát triển bà con cần lưu ý thứ nhất là nậm do phi ra gây thổi rễ cái thứ hai nữa là nậm phu ra si uống, gây thổi cả cái rễ tơ à, tiếp theo nữa là diệt sát à, cũng có thể là một số cái tuyển trùng À, đối với ở phần trên á, thì nó có một số cái loại ví dụ như trường hợp là à, cùng nấm phi tốt to ra gây thổi lá, thổi thân, thổi cành, thổi trái, à, khô vằn, thản thư. À, bên cạnh đó thì do cái điều kiện khí hậu biến đổi do vậy mà trên cơ sở á, là mặc dù là trong mùa mưa nhưng rệp cũng phát triển. Đối với cả cái vườn tiêu mà theo cái hướng bền vững thì nên sử dụng các cái loại thuộc bảo vệ thực vật à, trong danh mục cho phép À, bên cạnh đó thì phải sử dụng theo cái nguyên tắc bổ đúng à, ngọt đối với trường hợp cả cây vườn tiêu mà để được chứng nhận hữu cơ thì bà con có thể là sử dụng một số cái dòng nậm đội kháng hoặc các cái loại à, giống như là thiên địch để biện phạm phòng trừ và đối với hữu cơ thì chủ yếu là phòng là chính à, cái trường hợp trời cho cái là ví dụ như là là, là mình chơi mua à, mùa mưa này thì ví dụ như làm tiêu á thì mình khắc phục kiểu như thế nào để cho cái cái, cái chất đất nó có cái pH nó cao rồi thì cách chăm bón như thế nào để cho phù hợp muộn sạ đình được bê hạt đất muộn sạ định hữu cơ thì trước tiên là phân tích đất để biết được cái thành phần ở trong đó à, ngoài ra thì nếu trường hợp bà con không có điều kiện hoặc không tiếp xúc thì bà con cũng trên cơ sở lưu ý thứ nhất à, đối với trường hợp mà cái chất đất thì tốt nhất là nên quản lý cỏ dại quản lý ở đây là có thể là bà con có thể nuôi cỏ và quản lý tốt ở trong gốc à, nuôi cỏ ở đến một mức độ ví dụ cỏ gần chỗ hoa thì bà con có thể là phát cách gốc đối với trong mùa mưa thì có thể là 5 10 cm. Và đối với trường hợp mùa khô thì có thể là để cao hơn một chút để nó giữ ấm. Cái thứ hai nữa là cái phần quản lý tột cỏ dài thì nó trả lại hữu cơ cho đất và cũng một phần là nâng đổ bế hạn của đất. Tại vì hạn chế sỏi mòn rửa trôi, thoát nước tốt, Đúng không? Ngoài ra cái thân cỏ này thì cũng sẽ trả lại hữu cơ cho đất. Và cũng lưu ý khi mà phạt cỏ dài, tức là quản lý cỏ dài thì tốt nhất chọn những ngày nắng nóng tức là những cái ngày nặng rão á, để minh phát phạt trong cái điều kiện mùa mưa thì cũng nó sẽ tạo điều kiện cho nấm nấm bệnh xâm nhập tại vì khi mà làm tổn thương một bộ phận nào đó thì cũng sẽ tạo điều kiện cho nấm tại vì trong đất luôn tồn tại các cái loại nấm bệnh gây hại và khi mà phạt cỏ xong thì cũng lưu ý là có thể là tùy theo cái điều kiện bà con có thể là rắc à, một số cái chủng vi sinh vật ví dụ cô đẹp ma ba hoặc nấm ba màu một số cái loại để à, đội kháng với những nấm Phytophthora fusarium. Ngoài ra thì kỳ nấm ba màu có thể là à, tiêu diệt một số cái dịp ở dưới đó. À, và bên cạnh cái vấn đề mà quản lý được như vậy thì cũng phải tăng cường bọn phân hữu cơ, đặc biệt là cả các loại phân hữu cơ truyền thống ủ hoai mục. xin chào và cảm ơn kỹ sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay à, trong giai đoạn à, cây hồ tiêu đang nuôi trái thì à, xin kỹ sư cho biết là bà con cần bón phân như thế nào liều lượng và thời điểm cũng như là cách bón như ra sao ạ à, trong cái giai đoạn tiêu nuôi trái thì à, bà con cần lưu ý thứ nhất là bổ sung cả cái yếu tố dinh dưỡng đàm lân kali các yếu tố đa lượng à, đầy đủ đảm bảo cái vấn đề tiêu sinh trưởng phát triển à, thì tùy theo tùy theo nhá à, vườn hoặc là chủ hộ có thể là sử dụng với cái liều lượng từ 0,2 đến 0,3 kg trên một gốc trên một lần bón và trong cái giai đoạn nuôi trái thì có thể là sử dụng các cái hàm lượng đạm và à, kali cao tại vì trong cái giai đoạn này thì tiêu cũng bắt đầu lớn nhanh về thể tích liên quan đến cái vấn đề cần yếu tố dinh dưỡng và hạn chế cái vấn đề rung trái. À, ngoài cái vấn đề mà bọn phân qua gốc thì bà con cũng có thể là sử dụng các cái dòng phân bón lá à, chữa đầy đủ các cái yếu tố vị lượng và trung lượng để phun lên cây. Đối với trường hợp mà bón phân ở trên gốc thì bà con cũng cần lưu ý thứ nhất là bón khi mà đất đủ ẩm. Nếu trường hợp mà bón xong không có mưa thì bà con phải cần là tưới. Mục đích ở đây thì tạo điều kiện cho tan phân và khả năng hấp thu tốt. Còn nếu trường hợp mà gặp vì điều kiện mà mưa dầm thì bà con cũng không nên không nên đưa phân ra để bón. Tại vì bón như vậy thì nó sẽ mất phân tức là phân nó sẽ thấm hoặc là bị rửa trôi như vậy là một trong những cái vấn đề khuyến cáo là tuyệt đối là không được bón phân trong cái giai đoạn mà mưa to, tại vì cây khả năng hấp thu của cây nó sẽ hạn chế à, về kỹ thuật bón thì bà con có thể bón theo mét tát và bón xong rồi lấp lại à, vậy thì trong giai đoạn này cây hồ tiêu thường gặp những loại sâu bệnh nào và cách phòng trừ như thế nào thưa kỹ sư mùa mưa thì một số cái dòng nậm bệnh phát triển mạnh như là nậm phi gây thổi rễ, thổi thân, thổi trái thổi lá do vậy mà bà con phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện kịp thời à, ngoài kỳ nấm phi tộc to ra thì còn furaciom gây thổi rễ tơ à, do vậy mà các kỳ triệu chứng bà con nhìn thấy ở trên vườn tiêu ví dụ như là à, nó bị vàng lá này rồi liên quan đến một số kỳ yếu tố trong giai đoạn mùa mưa thì bà con kiểm tra bộ rễ thì phải xác định đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là tuyển trùng à, tuyển trùng là một trong những kỳ à, loại mà nậm bệnh nó gây tắc mạch dẫn À, làm cho cây tiêu sinh trưởng phát triển kém. À, bên cạnh đó ở dưới đất thì còn một số cái loài như rệp sáp nó cũng là chích hút các cái bộ phận rễ gây tổn thương làm cho rễ không phát triển được và rễ nó tắc mạch cho nên là không dần chuyển được cái dinh dưỡng và nước lên để nuôi trái. À, bên cạnh đó thì ở trên vườn à, tức là ở phần trên của cây á, thì cũng có xuất hiện một số loài sâu bệnh hại như là táo đỏ này, à, khô vằn này, hẹo đen đầu lá à, và tên cơ sở là một số loài như là chích hút này, à, rẹp này, tùy theo từng loại bệnh, tùy theo từng đối tượng bà con có cái phương pháp cũng giống như cách quản lý khác nhau. Nhưng nguyên tắc ở đây bà con cần quản lý tốt và phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện bệnh kịp thời. Và đối với trường hợp một số cái giải pháp là thứ nhất là tăng cường hữu cơ, thứ hai nữa là sử dụng các cái dòng nậm đối kháng để quản lý nó. Cái thứ ba nữa là quản lý cỏ dài trên đó. À, thưa kỹ sư với những cây hồ tiêu mà gặp những vấn đề như thế này thì tức là đang bị bệnh gì và cách phòng trừ như thế nào ạ? À? À, đối với trường hợp mà trên cây hồ tiêu hiện tại bây giờ đang ở vườn đây thì nó có xuất hiện trên lá có các cái đốt và xuất hiện là cái khô thì đối với trường hợp mà à, hai cái triệu chứng này một cái là do tạo thì đối với trường hợp tạo đỏ thì như bà con cũng biết là nó có các cái vết chấm và nó sẽ lây lan và nó liên kết với nhau lại thì làm cho lá tiêu bị khô và khi mà lá tiêu bị khô thì nó sẽ à, hạn chế cái vấn đề là không còn cái diện tích quang hợp thì đương nhiên là nó sẽ mất diện tích quang hợp thì cái khả năng quang hợp kém khả năng quang hợp kém thì đương nhiên là khả năng vận chuyển dinh dưỡng và nước và nó cũng sẽ kém và như vậy thì kéo theo cái vấn đề hô tiêu sinh trưởng phát triển kém nếu trên cây nó xuất hiện đồng loạt như vậy thì đối với trường hợp tàu đỏ này bà con cần thứ nhất là phải phát hiện và phun cả cái loài thụ gốc đồng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất trên cơ sở thì khi mà phun như vậy thì à, quan sát và kiểm tra vườn thấy cái lệ ở phía trên này nó bị khô thì đương nhiên là 7 đến 10 ngày sau mình phun lại một lần nữa thì như vậy để đảm bảo cái vấn đề là bảo vệ cái bộ lá của tiêu. Cái thứ hai nữa là tên triều trưởng cùng một lạ này cũng có cái hiện tượng là bị khô vặt. Cái này cũng một trong những cái điều kiện mà mất diện tích quang hợp với cái nhiều lá với nhau hoặc là trên cơ sở là các cái vết bệnh nó xuất hiện nhiều thì đương nhiên cái lá những cái lá khô vàng này nó sẽ rụng. Tại vì khi không còn màu xanh thì lá nó bị rụng. Và khi lá rụng thì đương nhiên cũng diện tích quang hợp nó sẽ kém tại vì tất cả các cây trồng không riêng gì cây tiêu muộn quang hợp tốt thì bộ lá nó phải tốt nó phải có màu xanh màu đậm và diện tích nó tối thiểu nó phải nuôi được trái và nuôi được cây như vậy đối với trường hợp khô vằn thì bà con cũng có thể là sử dụng một cái loại một số loại thuốc trên thị trường à, theo khuyến cáo thì có thể là phun ví dụ như trường hợp à, hexaconazole hoặc là một số dòng khác thì có thể là phun và đối với trường hợp trì ừ, bệnh thì phải phun cách nhau 7 đến 10 ngày phun một lần. Như vậy là về kỹ thuật phun hoặc là liên quan đến cái vấn đề nồng độ liều lượng thì theo khuyến cáo à trên cái bao bì nhãn mác của nhà sản xuất. Xin được cảm ơn kỹ sư về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.